Ơi, ngồi chơi đi nè. Đổi dài dài trước đi. Chụp gì dữ vậy? Nó sao không quay được? Yeah. Ê, đi ăn xài bạn ơi. Hôm nay chúng tôi sẽ thực hiện một cái thử thách là ăn xài siêu cay. Đây. Dẫn cái đoàn tùy tùng này cho nó đi. Mấy con nô tỳ, dẫn mấy con nô tỳ này cho theo tôi, mấy con sen của tôi. Anh em thấy mấy con sen của tôi à? Đây, dẫn nguyên đoàn tùy tùng đi đây. Nắng không thấy, chưa nắng. Trái ngoài kia kìa. Trái ngoài kia kìa. Sao vậy? Chèo ra ngoài gió. Okay. Anh em thấy xài không? Đấy. Ủa? Chỉnh màu này xuống quất đi. Chỉnh cái màu này nè. Đi chỉnh màu nè, cái ghê. Dạ. Chỉnh đúng màu rồi, tại camera nó bị ấy á. Vẽ trái trên nè, trái dĩ, vẽ trước đi. Ừ. Ê, cái nào đồ trắng cho chừng nha bây. Anh luôn á. Kìa kìa kìa, lấy đấy cho anh hai kìa hai. Ngủ anh đi. Ghê quá anh hai. Đó. Đúng rồi, phải chờ một tấm lại. Này. Tôi đang bẻ xài. Cái trái được rồi. Được chưa? Rồi được rồi đó, nhiều lắm rồi. Ăn có rõ đâu. Hay. Ây da. Thì tôi không thấy đường xuống luôn anh em ơi. Đấy. Đây. Yeah. Ai chỉ xài một thấy không? Sau khi bẻ xuống thì tôi được mấy chiếc xài đây nè. Thấy không? Hai trái xài bự. Cái mùi gấu này nè. Còn trên cây nữa. Bị đau luôn. Áo quay liền. Bấm đi ra. Đúng rồi, thiệt cái trời này không được trời mấy không? Ừ, cái trời đúng rồi, nghe cái trời. Hết nhiều ớt luôn hả? Ừ. Ăn xong đến thả luôn. Tính lấy thêm nữa. Đây, bây giờ bé xài xong rồi thì chúng tôi sẽ đi vào bụi tre. Ở đây nóng nực quá anh em ơi. Trưa nắng này mà ăn một hồi là chúng tôi xác định chúng tôi nín thở anh em. Ở đây hả? Ở đây có dịch rồi. Ừ. Mấy con nô tỳ của tôi. Đợi ly ra mấy ngọt. Ê ê. Bầy cá gồng gồng kìa. Đâu? Đó. Tôi. Ê, tôi mới phát hiện một bầy cá gồng gồng anh em ạ. Nhưng mà xa quá không không thấy được. Đây, mương này. Mương này nhiều cá. Chúng tôi đang chờ đợi tiếp tế nước và lương thực anh em ạ. Đây. Trời ơi, ở tàu kiểu nữa chứ. Má, chán thiệt. Dù có yêu chuyện mà trái tim không cục thì vẫn cô đơn. Chưa đợi ra rửa mấy cậu. Em cho anh chạm mấy cái này nè. Mẹ đường thành đô khó nhận trên. Thì tình đương tiên. Thì tình chạm mấy cái này. Bánh mà sống thì không. Người yêu của anh, của chị em đó là. Biết đường yêu đơn mong. Chọn lên tay bạn mà.
nữa còn nữa trái cây. Các bạn thân mến, hãy thấy video của bạn ta. Rồi chiếc ghiêu luôn đi. Nhiều quá không hết. Nha, con đi khách. Nha, cầm đi khách. Ủa, ăn đi. Cháu miếng nữa. Cháu thở luôn rồi. Cháu nước. Ê, đừng. Nước, nước. Bảy lắm ngăn. Thôi nước. Bảy, đừng. Điếp tóc chụp dây ra uống. Còn không hay uống. Uống viền này có nguy cơ lắm á. Nguy cơ gì? Nguy cơ trời nắng mà ăn xài bổ nước đó là nguy cơ đó. Rồi trộn lên nó anh hai ớt không luôn anh hai kệ nó đó. Sau đây là tiếng một ăn một giây trong vòng một giây. Trời ăn ớt mà thổi thổi rồi nó có hết cây không mình thở vài cái sau khi ăn hả? Ăn hơi khó luôn quá à. Chắc là ngon mọi người, nhưng mà nó rất là cay. Có thể em cho hơn 10 cây á. Hơn 10 cây luôn hả? Hơn 10 cây đúng không? Hơn 10 cây nó cay theo cái độ nóng hơn này nó cay đúng không à. Thôi nãy đem hú đường cái mọi người. Cảm giác thì như thế nào? Tê quá. Sau khi mà nó ăn xài của chúng tôi xong thì nó cay quá, nó xuống nước anh em ạ. What the hell? Nước đi, cay quá. Thôi, uống nhiều uống. Nhiều nước đi, cay quá hả? Thôi. Nước nào? Uống nước này nè anh hai. Quay, ác độc quá, cay quá. Ăn đi, ăn hết đó tao mới cho nghỉ đó. Nguyên nước nữa. Thì nó cho anh uống trời. Bích não. Nãy Yếm coi mấy trái ớt vậy? Không biết nữa. Đâu mấy chục á. Không biết nữa. Mấy nước này ơi. Mấy nước. Không. Không. Tao thịt tu ra nước. Ôi nó. Cài quá. Cài quá. Hai miếng nước thôi. Tôi thịt tu ra nước. Ăn hết đi rồi. Tôi trả. Tôi bò xuống đây tôi uống nước nè. Nè. Ăn nhập viện luôn.